Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chương mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về số tròn trục x nè. Biết rằng x lớn hơn 25 và nhỏ hơn 50, 58. Thì bước đầu tiên mình lấy ví dụ về số tròn trục trước. Ví dụ về số tròn trục. Ví dụ như 10 nè, 20 nè, 30. Đây là những số tròn trục. Thì bước đầu tiên các bạn hãy biết phân biệt đây là số có bao nhiêu chữ số. Thì cách 1, các bạn đếm giúp mình. Đếm 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vậy số tròn trục có bao nhiêu chữ số ạ? Có 2 chữ số. Nhớ đây là kiến thức của cấp 1, được chưa? Còn cấp 2 thì người ta định nghĩa số tròn trục là số từ 2 chữ số trở lên, được chưa ạ? Kỳ số có 2 chữ số gồm có hàng đơn, đơn vị, hàng chục. Ok chưa ạ? Và các bạn để ý hàng đơn vị của mình là số mấy ạ? Là số 0. Hàng đơn vị là số 0. Được chưa ạ? Vậy số tròn trục là số có 2 chữ số và hàng đơn vị là số 0. Hàng đơn vị bắt buộc phải là số 0 nha các bạn. Ok chưa ạ? Rồi, bắt đầu mình giải quyết bài tập trên. Thì 25 nhỏ hơn x nhỏ hơn 50, 58. Thì bước đầu tiên các bạn kiểm tra giúp mình 25 mấy chữ số ạ? 1, 2, 2 chữ số. Vậy chắc chắn điều gì ạ? Chắc chắn x của mình là số gì ạ? Số tròn trục chữ số. Thì ở đây các bạn có thể dùng phương pháp thứ nhất, đó là cách 1, đó là liệt kê ra những số, liệt kê ra những số có 2 chữ số, liệt kê ra những số tròn trục có 2 chữ số, sau đó các bạn thế vào cái nào thỏ thì bạn lấy. Ví dụ như số có 2 chữ số như 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 và 90. Tiếp tục các bạn thế vào 10 thỏ không ạ? Không, bỏ nó đi. 20 thế vào thỏ mà không. 30 lớn hơn 25 nhỏ hơn 58 nhận. 40 thỏ, 50 thỏ, 60 bỏ, 70 bỏ, 80 bỏ, 90 bỏ. Vậy mình có 3 đáp án. X của mình sẽ bằng 30 40 x bằng 50 x bằng 50. Ok chưa? Cách hai thì các bạn dùng phương pháp tư duy là sao? Là các bạn vừa kết hợp 25 nè nhỏ hơn x nhỏ hơn 58, thì do vấn đề gì ạ? Đây là số có 2 chữ số, vậy chắc chắn ở đây là số tròn trục có 2 chữ số, mà số tròn trục phải là có số hàng đơn vị là số 0. Vậy tiếp theo các bạn nhìn vào hàng chục lớn hơn 2 chỉ có số 3, nhỏ hơn 5 số 3 đúng. Tiếp tục lớn hơn 2 chỉ có số 4. Tiếp tục lớn hơn 2 chỉ có số 5 và có trùng số 5 này. Tiếp tục các bạn so sánh hàng đơn vị 0 nhỏ hơn 8 hợp lý. Được chưa? Vậy số thỏa mãn đề bài là 30, 40 và 50. Ok chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.